hãy tạo món ăn yêu thích của em đi. Hương vị thì sợi mì dai giòn, vàng óng, nước súp đậm đà, thêm dinh dưỡng với các vitamin nhóm B, mì ba miền chua chua cay cay, ngon không tả nổi. Miền Gôn, bí quyết từ ba gói gia vị, các loại rau thơm đặc trưng kết hợp cùng gia vị truyền thống, hòa trong nước súp bò hầm ngon tuyệt, cho tô mì ba miền Gôn đậm đà hương vị Việt. Cảm nhận sự khác biệt từ ba gói gia vị, mì ba miền Gôn đậm đà hương vị Việt.